Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây là một cái con LG V60. Con này là bản T Mobile các bác nhé. Tuy nhiên ấy, thì con này nó chỉ là bản dựng thôi. Thì nó dựng những cái gì tí nữa em sẽ nói rõ và cả khui máy ra cho các bác xem nhé. Là xem cái nội tạng bên trong nó như thế nào, nó còn ngon không nhé. Tại vì em còn chưa gắn cái lắp lưng này. Đấy. Thì nhưng mà trước tiên ấy, em đang muốn nói là một cái vấn đề mà anh em LG bao lâu nay ước mơ ấy. Đó là việc lắp được cái sim ở cái chỗ này này. Đấy. Thấy không? Đấy, lắp được cái sim chỗ này. Hồi xưa thì vẫn lắp được thôi, nhưng mà hồi xưa lắp vào ấy là nó không hề có cái tác dụng gì, mà chỉ có cái sim ở cái dưới này mới có tác dụng thôi. Còn trước đây ấy, lắp ở đây thì không có tác dụng gì. Cái chỗ này là cái khe khẻ nhớ nhá các bác nhá. Nhưng mà bây giờ ấy, lắp được rồi và nó nhận sim đàng hoàng. Tại vì các bác biết rồi, dạo gần đây ấy, thì là anh em đã làm được cái bản ROM ấy, cái bản ROM là có hai sim các bác nhé. Đấy thì điều này ấy, nó rất là sướng cho anh em LG. Tuy nhiên ấy, không phải vì thế mà cái giá máy nó tăng các bác nhé. Giá máy em thấy vẫn thế. Rồi ok, nhìn nó lắp này. Đấy. Lắp vào. Đó. Đây các bác. Đó, thấy không? Có hai sim luôn. Đó. Hai sim hai sóng online luôn, các bạn nhìn thấy không? Đó, ghê chưa? Thì và hẳn cái giao diện đây, các bác thấy không? Giao diện này, các bác hoàn toàn có thể là lựa chọn gọi bằng cái sim nào nó dễ dàng hơn. Hồi xưa ấy, những cái máy LG mà nó có hai sim ấy, nó cũng không có cái chỗ này để các bác lựa chọn để mà gọi bằng sim nào đâu. Nó rất là lòng ngoằng, nó hơi khó khó để các bác dùng ấy. Nó không như những hãng khác. Còn bây giờ thì bản ROM này nó cũng rất là dễ dùng rồi. Đấy, các bác thấy không? Các bác muốn gọi bằng sim gì cũng được. Đấy. Đấy. Tiệm cận bình thường này. Cảm ơn quý khách đã Đó. lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước À, của thấy không? Viettel để nạp tiền. À, còn cái sim 2 ấy, cái sim 2 thì là cái sim data. Dẫn đến là nó của em là nó không gọi được các bác nhé. Đấy, sim data nên không gọi được. Rồi ok. Thì khi mà lên cái hai sim ấy, thì dạo này gần đây ấy, là nó cũng đã có những bản ROM mà nó fix được gần như tất cả các lỗi nhé các bác nhé. Tuy nhiên thì cái con máy này ấy, là do cái lúc mà làm cái hai sim cho con này ấy, thì là nó vẫn chưa có tối ưu, thì nó vẫn còn cái lỗi này này. Để em khởi động lại cho các bác biết được cái lỗi đấy nó là lỗi nào nha các bác nhé. Đây. Chờ các bác chờ một chút, tại vì phải làm như này để các bác biết được là cái này hiển thị cái này ấy, thì không vấn đề gì nhé bác, nó chỉ là cái unlock bootloader thôi, không vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy, và app ngân hàng cái thứ là vẫn dùng bình thường các bác nhé. Đấy, như những như lời cái người làm ấy, thì là app ngân hàng làm vẫn là bình thường hết. Thì cái đây này, cái máy này ấy, do là up cái lần cũng không phải là cái bản ROM tối ưu nhất ấy, thì nó đang còn cái lỗi này này. Đấy. Đây này. Cái lỗi NT code này này. Đấy thì nhiều bác thì lại cứ sợ là cái lỗi này nó có ảnh hưởng gì không, sợ là nó không dùng được hay vấn đề gì đấy, thì hiện tại ấy, cái lỗi này nó chỉ có hiển thị cái lúc mà các bác khởi động cái máy như này thôi. Khi nào các bác tắt nguồn hoặc là các bác khởi động lại máy như thế này thì nó chỉ hiện cái lần đầu như này thôi, còn lại thì nó sẽ không sao các bác nhé. Đấy, hãy về nhìn là hết, và hoàn toàn các bác hoàn toàn có thể là khôi phục cái gốc được nhé các bác nhé. Khôi phục cái gốc nó vẫn có hai sim bình thường các bác nhé. Cái này thì em đã khôi phục rồi chứ, các bác yên tâm. Đây, các bác xóa dữ liệu này, nó vẫn có hai sim bình thường các bác nhé. Rồi, ok, có nghĩa là nó chỉ là cái thông báo thôi, chứ không có sợ là bị làm sao đâu các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Đấy, và sau này nếu như các bác muốn 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 không dùng hai sim nữa thì hoàn toàn các bác có thể KDZ cái máy này nó về một sim được các bác nhé. Rất là dễ thôi, em có rất nhiều clip để mà hướng dẫn các bác KDZ rồi đấy. Đấy thì em chỉ nói qua thôi, còn cái con máy này do nó có bị cái lỗi NT code đấy rồi nên các bác sẽ không kiểm tra được cái này, không kiểm tra được cái lệnh này sao thăng 546368 tăng sao 600. Đấy, hoàn toàn các bác không kiểm tra được bằng lệnh đấy nhé. Các bác kiểm tra lệnh này được này. Đấy, cái này thì nó chả kiểm tra được cái gì nhiều đây các bác thấy không? Thì đấy, nó chỉ kiểm tra hoặc các bác có thể là chọn những cái đây chỗ này này, các bác hoàn toàn có thể chọn là chỉ 2G, chỉ 3G, chỉ 4G đấy, các bác chọn ở trong này đấy nhá các bác nhé. Đấy cũng được.
còn mấy cái thông số này thì nó không quá quan trọng đấy. Rồi ok, thì cái số email đấy nhá, email còn em sẽ vào hẳn cái phần hệ thống cho các bác xem. Đây đây các bác thấy không, số email còn này, số email còn bình thường này, hai sim này đấy, thẻ sim 1, thẻ sim 2 này, đó bình thường hết nhá, hai sóng online bình thường đó. Ok thì cái con máy này em cũng không cần phải 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 test cái gì cả, không cần phải test gì, thì em sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả các chức năng của nó đều bình thường hết các bác nhé. Tại vì em không muốn, cơ bản là cái menu ẩn ấy mình không không vào được, cho nên nó cũng chả cần phải phải test cả. Nhưng mà em sẽ test qua những cái chức năng cơ bản như kiểu là lên hai sim thì còn DC không, đây thì các bác cũng thấy đây này, nó vẫn còn DAC bình thường đấy các bác nhé. Đấy, bật tắt DAC bình thường. Đấy, ok hết nhé, DC bình thường, không vấn đề gì. Đó. Camera đây, camera đây. Thì camera con này bình thường hết các bác nhé, bình thường con này camera cực nét luôn. Đấy, không vấn đề gì cả các bác nhé. Góc gần này, đó. Góc rộng này, bình thường hết các bác nhé. Đây là cái góc, đây là cam trước này, đây hoàn toàn, đó, rất là bình thường luôn. Đó, rất nét luôn nha, không vấn đề gì nha các bạn. Con V60 nó hay bị lỗi cái cam trước này, nó bị mờ, hơi hơi mờ mờ, nhiều con nó sẽ hơi mờ mờ nha, con này không bị nha. Ok. Thì đấy. Thì cũng chả biết phải nói gì cả, em sẽ không test nữa tại vì nó à quên. Cái test cái này quan trọng này. Tại vì con V60 nó hay bị lỗi chân sạc, cho nên em test cái này nữa cho các bác yên tâm. Đây. Thì là đây là cái cổng 18W này. A2C này đấy, có sạc nhanh bình thường. Cái dây này là cái dây mà em để test những con máy như này này. Đấy, cho các bạn yên tâm nhé, sạc nhanh bình thường. Còn đương nhiên ý, là cái cổng 25W như này thì đương nhiên là nó ngon rồi, không vấn đề gì cả, các nhé. Đó. Ok, thì em sẽ cho các bác xem qua cái ngoại hình của nó ấy, để các bác mua về các bác không bị bất ngờ hay là sợ là bị dí máy, sợ dí những con hàng xấu ấy. Thì đây, và cũng nói luôn là em dựng cái gì nhé, thì cái con này trước đây cái lắp lưng nó là màu xanh nha các bác nhé, nó phải là màu xanh, nhưng mà em thay bằng cái lắp lưng màu trắng rồi, và cái kính cam cũng là kính cam mới nhé, gần như là chưa xước các bác nhé. Đấy thì đây các bác nhìn này, đấy gần như là nó chưa xước tí nào luôn đấy. Đó thì dưới cái ánh điện này thì các bác có thể là hơi khó nhìn, nhưng có yên tâm nó gần như chưa rước và hoàn toàn là không bị ảnh hưởng đến chất lượng cam. Tuy nhiên thì cái việc mà thay cái lắp lưng ấy, thì nó sẽ không có cái số email ở đây đâu, còn T-Mobile thường thường nó sẽ phải có số email ở đây. Ok, thế đây, còn đây là cái cạnh dưới này, cạnh dưới này ấy, thì là nó bị một vết cấn nhẹ ở đây này, đấy đấy cho các bác rõ ràng. Còn một số còn chỗ cái chỗ lỗ cắm này nó hơi hơi sức sức một chút, có thể đánh điện nó hơi khó nhìn đó. Rồi còn đây là cạnh trái này, cạnh trái thì em thấy là rất là đẹp, không hề có vết xước nào ấy. Đó, các bạn yên tâm, trái rất đẹp, có mỗi chỗ trên góc góc này này, à, góc này nó có một vết xước bé bé này đấy. Rồi còn đây là cạnh trên này, cạnh trên thì cái chỗ khay sim này nó có một vết xước nhỏ này. Đấy, vào chỗ giữa này nữa, giữa này có một cái vết chấm, mấy các bác có nhìn thấy không, hơi bé rồi, nó không quá ảnh hưởng. Rồi còn đây là cái cạnh phải này, cạnh phải thì chỗ này góc này này nó có vết chấm 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 này này, đấy đây nữa này đó, góc dưới này cũng có vết vài vết chấm chấm ở đây đó. Thì cái điều này cũng gọi là xấu đi, nhưng mà từ điểm này thì tìm được con V60 dạng kiểu kiểu như này thì nó cũng đang là hiếm rồi các bạn, nó rất là hiếm rồi. Rồi thì đến ngoại hình nha, còn cái mặt trước này thì tại vì đây là cái máy mà em mua của lại của người dùng ấy, thì người ta bảo là trước đây trước khi dán cái cường lực này thì cái màn hình này cũng có sức răm nhỏ nhỏ nhá. Thì như em nhìn thực tế đây này, nhìn thẳng vào nhá, thì đúng là nó cũng có một vài vết xước nhỏ chỗ này này, hơi khó nhìn đấy. Đấy, nhìn nếu có bức xem to thì thấy ngay ngay các bạn này, có một bên này là to nhất này, để nó ở bên trong nhé các bạn nhé, không phải ở kính đâu. Đấy. Thì cho nên là em thấy là cái để em tắt cái chuông của em đi kìa.
Rồi. Thì như em thấy ấy, là cái màn hình trước của con này này là ok nhé, còn ngon các bác nhé, nên các bác yên tâm. Rồi, ok. Thì tạm thời em dừng cái clip lại phát nhạc để em nghe cuộc gọi phát. Rồi ok các bác, thì vừa rồi em có cái cuộc gọi nên em phải dừng lại tí, thì em tiếp tục là vẫn là còn máy đấy đây. Thì em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem nhé, tháo hẳn ra luôn ý, chứ không mất công là, tại vì các bác biết rồi đấy. Bây giờ mà bán V60 ấy, mà không tháo ra thì em cũng không dám bán luôn ấy. Thật sự là như vậy. Tại vì bây giờ V60 nó dựng nhiều quá mà. Nó dựng nhiều đến nỗi mà em nhập về xong rồi lại phải trả lại ấy. Dựng thì đương nhiên là dựng thì cũng chả sao cả, nhưng mà dựng dựng theo kiểu mà dựng toàn đồ 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 linh kiện lởm ấy, thì là em cũng không dám bán luôn. Đó. Hoặc là sửa chữa này sửa chữa kia ấy, thì cũng không dám bán luôn. Đấy. Cho nên là nhiều khi anh em đến thời điểm này anh em cứ đòi máy nó phải là zin thì hơi bị khó. Thực ra là zin thì nó cũng có mấy loại zin. Thứ nhất là zin các linh kiện đều là zin thì là vẫn ok. Còn các bác mà đòi cái kiểu mà zin nguyên bản ấy, chưa hề động chạm vào cái máy ấy, chưa hề tháo ra, có nghĩa là lúc đấy mới gọi là zin nguyên bản nhé các ông nhé. Thì em nghĩ chắc chắn một điều là nếu mà bảo là V60 mà còn zin nguyên bản ấy, thì em nghĩ là không có đâu. Đối với cái kinh nghiệm em đến hiện tại bây giờ ấy, là em nghĩ là không có cái đồ mà gọi là zin nguyên bản đâu. Đấy, gọi là zin theo kiểu là các linh kiện zin thì em thấy có nhiều, có, nhưng mà bảo là zin nguyên bản thì em không tin, kể cả những con máy full mà full box nha các bác nhá. Đấy, ở bên tắt nguồn chưa nhỉ? Chưa tắt nguồn các bạn, nhầm nhầm em tắt nguồn phát các nhá. Ok. Đó. Rồi. Em sẽ tháo hẳn các bác ra cho các bác xem tất cả các linh kiện của con này nó có ok không. Các bác. Thì đây. Đây là cái main của nó các bác nhé. Thì các bác yên tâm, điều là main của con này còn 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 nguyên si, chưa hề đụng chạm gì. Cái này thì em soi kỹ lắm rồi. Đó, đây, bên bên này nó còn nguyên cái miếng miếng keo tản nhiệt đây này. Có miếng này là ok các bác nhé. Đấy. Bỏ đây. Đây. Thì đây, còn cái này nữa. Đây là cái cụm loa dưới. Đây, tháo hẳn này ra nữa các bạn. Đây, trước tiên thì trên này nhé các bác nhé. Thì nhiều nhiều máy dựng bây giờ ấy, người ta sẽ không có cái miếng đồng tản nhiệt này này. Đấy, dẫn đến là máy các bác sẽ nóng. Nó nóng hơn bình thường rất là nhiều và dùng một thời gian ấy, nó có thể nó bị chết main các bác nhé. Đấy. Cho nên các bác chú ý các thứ này, ví dụ những cái miếng lót của pick các thứ vẫn còn nguyên này. Đấy. Bình thường hết. Đó. Còn cái cục pin đây, cục pin này thì bảo đảm cho các bác đây là cục pin zin, và em thì cũng không biết là nó cậy ra chưa, nhưng mà em thấy nó còn rất là chắc chắn. Đấy, rất là chắc chắn nên là em nghĩ là chưa cậy, nhưng mà còn rất là zin nhé. Tại vì thường thường ấy, khi mà người ta cậy pin ra ấy, thì thường người ta phải cậy ra thì người ta mới thay được cái rắc rắc sạc này mà các bác. Nhưng mà các bác nhìn thấy này, cái rắc sạc này là rắc sạc zin luôn các bác nhé. Đây, em sẽ tháo này, tháo cái vân tay này ra. Đây, vân tay này. Đó. Thì đây này, các bác nhìn vào trong chỗ chỗ cái phần keo này, cái phần keo này. Đấy, phần keo bên trong này này. Thì khi mà các bác nhìn các bác nhìn quen ấy, hoặc là các bác có kinh nghiệm ấy, thì sẽ nhìn nhìn phát là biết được là cái rắc này nó là rắc rắc zin hay là rắc đã thay nhé các bác nhé. Thì bảo đảm với các bác rắc này nó là rắc zin các bác nhé. Đây này, nguyên cái miếng keo của nhà máy người ta đổ rất thẳng tắp này. Đấy, và nó còn rất là chưa bị đụng chạm gì. Đấy, các bác nhìn nhá. Đó. Cho nên nó tại vì con V60 ấy, cái lỗi chân sạc thì các bác thừa hiểu rồi. Tuy nhiên ấy,
nhiều bác là cứ bảo là máy này đã fix trên sạc nhưng mà không biết là fix kiểu gì. Fix ngon nhất ý là phải thay nguyên cả cái cụm này, thay nguyên cả cái cụm từ trên này này đi xuống dưới này này đấy, chứ không phải là chỉ thay mỗi cái cụm, chỉ thay mỗi cái chân này thôi nhá, không phải thay mỗi cái cụm kim loại này đâu, mà phải thay nguyên cả cái cáp ấy. Tại vì các bác ấy, nhiều khi các bác không hiểu là khi mà cái con V60 ấy mà nó đã bị lỗi chân sạc rồi, thường thường là cái mạch ở trong này này nó đã bị gãy rồi hoặc nó bị đứt rồi, dẫn đến là các bác chỉ thay cái này nó vẫn là chập chờn đấy, thực sự luôn. Em đã thay nhiều rồi em biết. Còn muốn xịn nhất là các bác thay nguyên cái cáp mới và các bác đổ lại cái keo ấy, đổ lại cái keo đây này, đây là con gì đây, đây này, như các bác nhìn thấy này, đây là một cái cáp khác nhé, cáp linh kiện nhé. Thì thường thường khi mua về nó sẽ không có keo ở đây đâu, không có keo ở đây đấy, thì các bác sẽ phải đổ cái keo ở đây cho nó chắc chắn thêm nhé các bác nhé. Còn tùy tay nghề anh em đổ như nào thì đổ thôi đấy. Ok, còn con này thì là yên tâm, con này là đồ zin và nó chưa chưa bị lỗi. Đương nhiên thì về các bác khi mà các bác cắm sạc vào thì các bác cũng nên nhẹ nhàng thôi, tại vì V60 cái bệnh này nó bệnh bệnh gọi là bệnh mãn tính rồi, cho nên là nếu anh em dùng V60 phải hiểu thôi. Còn các bác nào mà sợ quá thì đừng mua V60, hoặc là dùng sạc không dây. Thì các bảo làm cho bác là cái con này sạc không dây bình thường nhá, nó em thử với cái con S23 em phát cho nó rồi, thì em thử quên lại không không test cho các bác thôi đấy. Rồi ok, thì chả biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà bảo đảm cho các bác rằng là con máy này tất cả những đồ trong này đều là zin hết và các chức năng đều bình thường hết các bác nhé. Đấy thế thôi. Còn có cái việc mà hai sim lên hai sim thì nó có những ưu điểm hạn chế gì thì em cũng nói được ở đầu clip rồi. Ok, bác nào cần con này thì liên lạc em số ở góc màn hình này nhé các bác nhé. Ok, chào các bác nhé.